Rồi em xin chào anh nha. Thì máy anh hôm nay xong rồi nha. Em đã dọn dẹp sạch sẽ hết rồi và test máy chạy ok rồi nha. Này là phụ kiện của anh. Dây súng ý luôn nha, súng ý. Súng ý dây 2 mét dây. Dây bố hai lớp. Bộ máy thì em đã dọn sạch sẽ rồi nha. Này có gắn cái đồng hồ. Đồng hồ hơi bị to xíu nhưng mà sao nhanh. Bên trong à. Giờ anh tháo bên trong cho anh xem nha. Này có công tắc đây. Bên trong em đã vệ sinh rất là đẹp luôn nha. Rất là đẹp luôn. Máy ăn ốc em đánh hết bóng hết nha. Đầu đồng trước rất đẹp luôn nha anh. Thay đồng hồ mới luôn, đồng hồ ring của nó luôn nha. Đồng hồ này nó to hơn. Rồi công tắc CP đầy đủ nè. Rồi giờ em sẽ gắn vô em test máy cho anh xem nha. Rồi giờ em sẽ đi vào chi tiết test máy cho anh em xem nha. Hồi này thì máy thì có ba dây nóng. Ba dây nóng nha, một dây mát nha, dây mát màu xanh. Rồi công tắc này nha anh. Công tắc này bật nè. Rồi gắn dây gắn súng hết vô nha. Xịt nha. Đó là mạnh luôn. Bét này chỉnh xòa chỉnh gom được nhanh, chỉnh xòa chỉnh gom được nhanh. Này nó có hai chế độ nha anh, một cái là thuộc ra thuộc vô được nè, một chế độ xả nè, một chế độ xả, một chế độ xài nén áp nha. Máy chạy rất là êm luôn nha anh. Để tầm 30 giây á, là nó sẽ ngắt máy nha, nó sẽ ngắt máy 30 giây nó sẽ ngắt máy, xíu nữa máy sẽ ngắt nha. Rồi ngắt máy rồi nha anh. Rất là ngon luôn. Con này áp 200 kg, 15 lít trên một phút. Rồi xài xong tắt ở đây. Rồi ok thì nhanh. Rồi máy thì em làm ok hết, không rỉ nước xì xẹt gì nha. Áp ok. Rồi cảm ơn anh đã tin tưởng ủng hộ. Rồi xin chào anh.